Xong ấy thì các bác lấy cái lọ HB101 này này. Các bác nhỏ cho em 5 giọt vào cái bình 2 lít. Nhớ là nước sạch và không chứa clo các bác nhé. Rồi là các bác cứ đều đặn tưới cho em 1 tuần 1 lần để cho HB101 liên tục cung cấp dưỡng chất cho cây. Lưu ý là mùa hanh khô các bác chùm ni lông lại cho em thì chỉ sau khoảng 1-2 tuần nữa là các bác sẽ thấy kết quả ngay. Kể cả cái phôi sung bị cắt nát như này HB nó vẫn phục hồi được. Hơn nữa cái này nó rất an toàn, các bác có thể là tiếp xúc bằng tay không cũng được. Bởi vì ở bên Nhật ấy người ta còn lấy HB để phun cho rau củ cơ mà. Đây các bác nhìn này. Chỉ sau khoảng 2 tuần dùng cái combo HB101 và chất trồng phiêu du thì là cái phôi sung của em đã chắc chắn sống nhiều rễ không? Đóng thành bánh thành khuôn chậu luôn nhá. Chỗ nào có rễ luôn. Đây thì là một cây mai chú thủy khác. Bây giờ em cũng sẽ thử cào ra xem nhé. Cây này cũng nhiều rễ lắm rồi đấy. Thật ra thì nhiều rễ quá cũng khổ. Lấy mãi chả được cái cây ra khỏi cái chậu. Kỳ nhá. Đây là chậu hồng ngọc mai này. Đấy, cái mùa này mà rễ nó ăn ra khỏi dưới đáy chậu luôn này. Rất là nhiều rễ nhá. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục sang đến cây me đất này đi. Cũng rất là nhiều rễ. Rễ trắng phao luôn. Để em thử tìm một cây khác khó hơn. Ví dụ như cây lựu này chẳng hạn này. Cây lựu rễ bắn ra rất là nhiều.